Quý vị và các bạn đang theo dõi Y tế trong ngày trên VTC14. Thưa quý vị, Bộ Y tế đã đề xuất từ ngày 1 tháng 7, việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh được thực hiện theo sự thay đổi mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng một tháng. Theo đánh giá của Bộ Y tế, việc điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh dự kiến thực hiện từ ngày 1 tháng 7 theo sự thay đổi mức lương cơ sở. Nhưng mức điều chỉnh như thế nào, ảnh hưởng thực tế ra sao? Bộ Y tế cho rằng đối với đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng theo phương án dựa trên cơ sở danh mục kỹ thuật hiện hành, vẫn giữ nguyên cơ cấu giá và định mức đã ban hành và chỉ điều chỉnh tiền lương kết cấu vào giá theo mức lương cơ sở mới. Đánh giá về tác động của tăng viện phí theo lương cơ sở, Bộ Y tế phân tích căn cứ số liệu về cơ cấu dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 về kết quả quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế. Nếu thực hiện điều chỉnh tiền lương kết cấu vào giá theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng, thì tỷ lệ tăng bình quân của giá dịch vụ khám chữa bệnh là 5%, chi quỹ bảo hiểm y tế tăng khoảng 2.700 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, khi mức tăng lương cơ sở thì nguồn quỹ bảo hiểm y tế cũng sẽ tăng do mức đóng của người tham gia bảo hiểm y tế cũng tăng theo. Đây là yếu tố Bộ Y tế cho rằng không ảnh hưởng đến người dân, do trên 90% dân số đã có bảo hiểm y tế. Về phần đồng chi trả 20% của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế, báo cáo của Bộ Y tế cho rằng với tỷ lệ tăng bình quân giá khám chữa bệnh khi điều chỉnh mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng là 5%, tính thêm chi phí quản lý là 4%, thì phần đồng chi trả tăng thêm 9% của 20% tổng giá dịch vụ không nhiều, bên cạnh việc thu nhập của nhiều nhóm cư dân cũng tăng theo lương cơ sở. Một người đàn ông 55 tuổi dùng nồi áp suất đun nấu bỗng nhiên vật này phát nổ, gây bỏng nặng vùng ngực và mặt, gãy xương chân. Bệnh nhân được đến khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bệnh nhân đến viện trong tình trạng bỏng độ 1-2 vùng mặt và trước ngực, bỏng hô hấp, kết mạc. Ngoài ra, ông còn bị gãy xương chày, có vết thương lóc ra cẳng chân bên phải. Các bác sĩ đã mổ cấp cứu cắt lọc, nối xương chày trái, khâu vết thương, chăm sóc da và niêm mạc bị bỏng. Sau một tuần điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của người bệnh ổn định. Ngày 12 tháng 7, bác sĩ Lê Khánh Ninh, người điều trị trực tiếp cho bệnh nhân nói, bỏng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, là tai nạn thường gặp trong đời sống và công việc, nguy cơ đe dọa đến tính mạng, để lại nhiều di chứng. Trong đó bỏng nhiệt do nổ nồi hơi có thể gây tổn thương diện rộng, gãy xương chi thể, chấn thương ngực. Người dân cần trang bị những kiến thức sơ cứu khi bị bỏng. Trước tiên, cần cách ly bệnh nhân, tránh tác nhân gây bỏng, băng nhẹ hoặc che phủ vết thương bằng gạc, vải sạch rối rồi đưa tới bệnh viện. Không tự ý điều trị hoặc đắp thuốc nam lên vùng tổn thương. Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai thông tin mới đây tiếp nhận một nữ bệnh nhân được chuyển tới điều trị vì mắc thủy đậu. Do diễn biến quá nặng, người bệnh đã tử vong sau 2 ngày điều trị. Cụ thể, bệnh nhân 28 tuổi, trú tại Hà Nội, mắc bệnh viêm cầu thận lupus đã được điều trị cách đây 1 tháng và mới ra viện được 10 ngày. Tới ngày 2 tháng 7, chị đau nhiều ở vùng thắt lưng và cột sống nên đã vào Trung tâm Thận Tiết Niệu Bệnh viện Bạch Mai điều trị với chẩn đoán đau lưng cấp. Ngày 5 tháng 7, bác sĩ phát hiện chị có nốt phỏng nước ở mặt lan xuống ngực bụng nên chuyển Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện để tiếp tục điều trị. Theo bác sĩ Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai, khi tiếp nhận, bệnh nhân xuất hiện phỏng nước có chảy máu bên trong nốt phỏng ở vùng đầu mặt, nửa thân trên. Trong niêm mạc miệng có các điểm trợt chảy máu, các vị trí lấy máu tiêm truyền có hiện tượng chảy máu khó cầm. Sau khi làm xét nghiệm và thăm khám cần thiết, bệnh nhân được chẩn đoán bị thủy đậu, không rõ nguồn lây. Đến khoảng 9 giờ 20 ngày 7 tháng 7, sau 3 tiếng đặt ống nội khí quản, bệnh nhân mạch chậm dần, khó bắt, huyết áp không đo được. Sau đó tử vong tại viện vào lúc 9 giờ 23 phút cùng ngày. Bác sĩ Cường cũng cho hay thời gian gần đây, trung tâm tiếp nhận một số trường hợp mắc thủy đậu biến chứng rất nặng tới điều trị. Hiện vaccine phòng bệnh rất sẵn, trẻ nhỏ, người lớn hoàn toàn có thể tiêm phòng. Tuy nhiên, có thể vì chủ quan hoặc vì giá vaccine đắt đỏ nên nhiều người trì hoãn không tiêm, điều này rất nguy hiểm. Nghỉ hè thường là thời điểm mà số trẻ nhập viện do bị các tai nạn thương tích, trong đó có bỏng tăng cao. Các bác sĩ cho biết đa phần phụ huynh có kiến thức sơ cứu đúng cách khi trẻ bị tai nạn bỏng. Tuy nhiên vẫn có nhiều gia đình sử dụng các loại lá cây để đắp lên vết thương, chữa bỏng hoặc tự ý mua thuốc về bôi, khiến nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng bỏng da, nhiễm trùng, lở loét. Cảnh báo việc tự ý đắp lá chữa bỏng không đúng cách cũng là thông tin đáng chú ý cuối cùng của Y tế trong ngày hôm nay. Bệnh nhi này bị bỏng nước sôi, nhưng gia đình không đưa trẻ đến bệnh viện mà tự mua thuốc bôi. Vài ngày sau, vết thương của trẻ có biểu hiện bị nhiễm trùng, phải nhập viện điều trị. Bôi kem thôi. Thì nghĩ là thì cứ kem gì ạ? Bôi kem bị bỏng bình thường ấy, ở hiệu thuốc ấy. Thế xong rồi mấy hôm thì cháu nó không đỡ với cả nó sốt ấy, thế là cho đến đây khám. Thì bác sĩ đã bảo là bị nhiễm trùng rồi.
Khi chơi đá bóng, bệnh nhi này bị ngã, khiến chân bị sưng, thâm tím. Nghe hàng xóm khuyên, đắp lá cây nhọn nồi vết thương sẽ đỡ. Bà nội của bệnh nhân đã tin theo, đắp lá cho cháu. Sau vài ngày, vết thương của bệnh nhân không những không đỡ, mà còn bị bỏng, nhiễm trùng. Thì mọi khi thì bà cũng đắp, cũng vào thì nó sẽ đỡ, nhưng mà đắp một lúc thôi. Nhưng đợt này có thể là đắp hơi lâu, chứ không sao. Đáng nói là không chỉ có hai trẻ trên, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương cũng tiếp nhận trẻ bị bỏng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhiều trẻ bị nặng hơn do sơ cứu sai cách hoặc nhập viện muộn. Hiện tại thì như ở Viện Nhi mình cũng chưa có cái thống kê nào cụ thể chính xác, nhưng mà với cái mà mình quan sát thấy thì cái nhận thức của gia đình bây giờ cũng tương đối là tốt về việc sơ cứu chăm sóc cho trẻ trong cái giai đoạn đầu, nên đa phần các trẻ đến đều được sơ cứu tương đối là chính xác. Ngoài ra cũng còn một số trường hợp trẻ ở các vùng sâu vùng xa hoặc là một số bố mẹ để ông bà chăm có những cái quan điểm về sơ cứu ngày xưa nó không hợp lý, nên là nhiều trẻ đến trong tình trạng nó bị nhiễm trùng ở các vùng bỏng, nên là thường nó nặng nề hơn. Ghi nhận tại một số cơ sở y tế khác trên địa bàn thành phố Hà Nội, thời gian qua, nhất là từ khi trẻ nghỉ hè đến nay, số trẻ bị bỏng nhập viện cũng có dấu hiệu tăng. Phổ biến nhất là trẻ bị bỏng điện, bỏng cồn hoặc bỏng hóa chất. Số lượng trẻ em bị bỏng khó tăng lên, nhưng chủ yếu là do bỏng nước sôi. Nước sôi cháu đi học được nghỉ ở nhà thì bố mẹ thì đi làm, hay bị tai nạn. Có những trường hợp đặc trưng là nghỉ hè thì các cháu đi câu cá, nghỉ câu cá dưới đường dây điện thì câu thì dễ bị bỏng điện. Nhiều nhất thì thường là bỏng do nước sôi, nước canh hoặc là từ những cái cây nước nóng. Đối với người lớn thì có thể những cái cây nước nóng thì không để lại những cái bỏng sâu. Nhưng với trẻ con thì những cái cây nước uống nước nóng lạnh, thậm chí ở các khu vực công cộng cũng đều để lại những cái tổn thương bỏng tương đối là nặng nề cho các cháu. Các bác sĩ cho biết, da trẻ em mỏng và liên kết giữa các lớp lỏng lẻo hơn người lớn nên bỏng thường nặng và sâu. Với trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi, hệ miễn dịch còn yếu nên nguy cơ nhiễm trùng vùng bỏng cao, nguy cơ sốc bỏng cũng cao hơn. Dù diện tích bỏng không lớn, chỉ khoảng từ 3 đến 5%, việc sơ cứu ban đầu tại nhà khi trẻ bị bỏng là một trong những yếu tố quan trọng để hạn chế độ sâu của bỏng, mức độ nặng toàn thân và tránh tình trạng bội nhiễm. Thường khi mà nghỉ hè thì các cháu sẽ xa rời nhà trường hơn, về nhà với bố mẹ nhiều hơn. Tuy nhiên là bố mẹ vẫn phải đi làm, thì thường trẻ sẽ được quản lý lỏng lẻo hơn, nên là trẻ hay chơi ở nhà hoặc là các khu vui chơi công cộng nên thường xảy ra các tai nạn khác. Trong đó đây là khoa chấn thương chỉnh hình, nên là cái tỷ lệ về chấn thương cũng tăng hơn, đặc biệt là gãy xương tay chân và những cái vết thương ở vùng chi thể bỏng thì số lượng cũng tăng lên do các cái sinh hoạt của trẻ ở gia đình cũng nhiều lên mà bố mẹ cũng không kiểm soát hết được. Thường thì đa phần gặp là từ 2 đến 6 tuổi là nhiều, còn đối với những chấn thương lớn thì hay gặp ở những trẻ lớn hơn. Để phòng tránh tai nạn bỏng, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không nên cho trẻ chơi đùa ở những nơi đang nấu ăn hoặc các nơi gần nguồn điện, dây dẫn điện, ổ cắm điện. Đối với những trẻ đã nhận thức được, cha mẹ cần trang bị cho trẻ em những kiến thức, kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ bản thân. Ngoài ra, các bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ cũng nên học kỹ năng sơ cứu với một số tai nạn thương tích thường gặp để có thể sơ cứu ban đầu đúng cách trong những trường hợp không may mắc phải, nhằm hạn chế tổn thương cho trẻ. Dù đã có rất nhiều cảnh báo về các biến chứng nặng nề có thể gặp phải khi đắp lá cây theo kinh nghiệm mà chưa được khoa học kiểm chứng để xử lý vết thương, vết bỏng, tuy nhiên vẫn có nhiều gia đình tự ý điều trị tại nhà, dẫn đến hậu quả đáng tiếc đã xảy ra. Đắp lá cây, các loại thuốc điều trị theo kinh nghiệm mà chưa được kiểm chứng và không đảm bảo sạch vết thương, vết bỏng là việc làm rất nguy hiểm, có thể khiến tổn thương nặng thêm, viêm nhiễm lan rộng hơn hoặc từ không nhiễm trùng thành nhiễm trùng. Nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, gây ra các biến chứng như viêm mủ màng tim, màng não, viêm mủ màng phổi, áp xe phổi, viêm xương tủy xương, thậm chí tử vong hoặc để lại những di chứng suốt đời cho trẻ. Đến đây, Y tế trong ngày xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.